Xin chào cả nhà nha. Em Ngư, tên là Thanh Quá, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em ở Cần Thơ ha, nhưng mà cách trung tâm Cần Thơ tới 70 cây lận. Em gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú anh chị em đều được vui vẻ, hạnh phúc, gia đình ha, người thân lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc hết nha. Hãy sống lạc quan vui vẻ nha. Sống quá đẹp. Hôm nay em xin phép giới thiệu một con đồng hồ, tôi cũng không biết cái này là cái đồng hồ ha, đồng hồ thì Nhật, nhưng mà cái này là bằng thủy tinh, cái này là quá trời đẹp luôn, bằng thủy tinh rất là nặng nha, rất là nặng, ok, nó có mấy cái lõi nhỏ trên đây, nè ha, giống do vận chuyển nó bị mớp á, mấy cái góc đây nè. Đó, cái này là nè ha, nó có để tên họ nữa nè, để quay gì cũng dễ thấy ha, gì Star 20 gì nè không biết luôn. Cái con này là máy Nhật nha, bây giờ tháo là được nhau khách, thay pin đồ được bình thường nha. Con này em đã test 3 ngày là chạy ok không lỗi nha. Đó, rất là gọn nhỏ đẹp ha. Đó, hiện giờ là 7:50 mấy phút á, 52-53 phút vậy đó. Đây nãy giờ băng đàng hoàng nha, không phải khô da da băng. Cái này mình tháo này ra ha, bên đây nó có cái lẫy này giống như chỉnh cái kia thôi, mình gãy ra là mình chỉnh thôi ha, chẳng hạn như em nhóng lên mình chỉnh giờ nè. Đó, mình chỉnh bình thường ha, tầm tầm nhiêu đây rồi đẹp ha, không nghe tiếng động luôn. Cái mình chụm cái miếng mũ này lại, bên đây nó có cục pin nè, pin mới lớn nè, pin này là pin mình thay rồi nha, nó hết pin rồi. Xong nghe ngắn lại cái mình này, hướng cái này chữ 12 giờ nữa, chữ này nè, cái mình can mình gắn vô thôi. Cái này để trên bàn làm việc rất là đẹp ha. Rồi chỉnh sao chặt giờ nãy bấm vô, giống như mình hồi nãy mình chưa có đẩy hết cái kim này vô, chỉnh lại ở 55 đúng rồi chứ. Rồi nha quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua dùng xài biếu hay tặng gì đó thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, qua số điện thoại TikTok nữa, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi, một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua, dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.